sang tiếp vào cái rằng là hôm nay thì cái bài hôm nay là cái bài mà nó còn rất quan trọng, tại vì là bây giờ nó sang đến cái bắt đầu từ những buổi hôm nay đi là nó sẽ sang đến cái phần kiến thức về công thức. Thế thì đây là cái phần kiến thức nó tương đối khó, nó là nền tảng của tiếng Anh, thì do vậy thì mong anh chị cố gắng sắp xếp thời gian chúng ta đi học để cho nó chắc cái phần này. Thế thì phần này thì em sẽ tập trung lại, đúng không? Ví dụ như hôm nay thì ta sẽ học tập trung để làm sao mà học hết được cái phần là vị trí cần điện và giữ hai sức khỏe này. Xong sau đó thì sẽ làm việc tập làm bài tập, đúng không? Thế thì cái đề trước này thì về nhà mình sẽ làm và ta sẽ chưa để làm sao mình hết cái đề số 2 trước để học đề số 2 để tiếp tục học. Và em sẽ gửi thêm sau phần sẽ gửi thêm một số các cái đề để tự chọn để làm sao mà ta học cái phần này làm cho nó chắc đấy, chứ không thì học sang cái phần mà cái tính ngữ rồi là trạng ngữ vân vân thì thấy rất là khó. Và ta để như này, cái vị trí là giữa hai số phẩy. Thế thì thứ nhất là bản chất của đồng hình ngữ thì đây là một cái dạng câu mà có hai đồng từ có một từ đối, đúng không? Thế thì dạng đầy đủ của đồng hình ngữ thì đây là gọi là dạng là bản nhạc tính ngữ. Thế thì hôm trước em có hướng dẫn là có 5 dạng xuất hiện của đồng hình ngữ, đúng không? Thế thì 5 cái dạng này thì ta sẽ làm chút này. Dạng thứ nhất là dạng đầy đủ thì giữa hai dấu phẩy ta có từ đối này, có động từ này, có tâm ngữ này. Cái dạng thứ hai là đồng hình ngữ có thể chỉ là một cụm danh từ thôi. Dạng thứ ba xuất hiện chính là đồng hình ngữ có thể bắt đầu bằng điểm bằng tính hiệu, như hôm trước là khi từ so thì là tính hiệu. Thứ tư là đồng hình ngữ có thể bắt đầu bằng là trạng từ. Và dạng thứ năm là bắt đầu bằng là số liệu. Đấy, có 5 dạng như vậy. Thế thì khi mà ta làm bài, anh chị dùng các kiến thức, ví dụ như thứ hai động từ có một từ đối, đấy là kiến thức cơ bản nhất để mà loại cái phần đầu ngữ này. Thì khi ta loại xong, nếu mà đáp án mà nó rơi được vào một trong 5 dạng này thì đây là dạng đúng, đúng không? Thế thì trước khi làm thì nó có một số những cái chú ý như này. Cái chú ý thứ nhất đó là đầu ngữ thì không bao giờ là một cái dạng mệnh đề có các thành phần như là FVO. Thì đây là một cái dạng kiến thức để mà giúp ta loại đáp án cho nhanh. Nhưng mà tuy nhiên cái này là cái rất là hay để tìm phương án sai. Vì sao như vậy? Ở đây có thể mô hình ra ngay như thế này. Trên slide có ghi rồi. Không phải là đây y. Đúng không phải là C ở D. Nhưng mà chắc cả là dơ. Đúng không? Đó là dơ. Thế thì chắc chắn cái đáp án không phải là C được. Mà có cấu trúc là chủ ngữ cộng động từ. Đúng không? Là đáp án là gì? Đáp án là này, đáp án là kia kìa. S kia phải S yêu kìa. Vì lý do là khi ta điền vào đây không bao giờ có một đồng từ này, có hai đồng từ này. Nó là D là chắc chắn. Thực chất ra nếu mà điền vào như vậy thiếu mất thì đúng. Đúng không? Hàng thiếu một tuyệt đối thì ví dụ đây chỉ nhìn câu 13, đúng không? Ta nhìn câu 13 nhé. Câu 13 trong hai cái động từ ta loại ra. Cái kia thì thuộc. Em bảo giải đi một luôn. Giờ đi. Đó, bảo đi tiếp. Câu xong bao nhiêu rồi? Trang 8. Cái câu 12 là một chỗ gì à? Em không biết, em làm gì? Còn em không biết ở chỗ chưa? Ừ. Đấy nha. Đó là 13 ta thấy như này. Thế cái chữ điền đen S phải S V cộng V cộng O phải V cộng O là như này. Đầu cái chữ là gì? Không có dạng, không bao giờ à, có dạng. Khi ta nhìn hết đề bài nên chị thấy là bên trên là không bao giờ có dạng F, bên dưới là chỉ viết cho thứ nhất là cứ kết luận đây là đồng hình ngữ đây, đúng không? Đồng hình ngữ thì cái phần dễ nhất là phân tích à, trước dấu phẩy nhất cái từ nào chủ ngữ trước mắt là cái bụng của chủ ngữ đấy, chị ghi cái chân chủ ngữ và để mà nó dễ nhận diện được từ này chị ghi về chủ ngữ mà ta ghi thêm chữ F nữa để nó không bị là chủ ngữ và số hiệu xong. À bây giờ ở đây là nó có 3 dấu phẩy. Thế thì liệu rằng câu này có hai đồng hình ngữ hay không? Đúng không? Thế ta được tính. Thế thì để làm được cái này, chỗ nào dễ nhất thì ta bảo thấy không? À bây giờ sau dấu phẩy số 3. Đúng không? Nếu mà sau dấu phẩy số 3 mà nó đến động từ thì có phải câu này có hai đồng hình ngữ không ạ? Đúng rồi.
đúng rồi. Đặc biệt ta thấy sau câu hỏi số 3 thì thấy có từ hơn, có ơ đồng hạ rồi, thế thì chắc chắn sau đó sẽ là danh từ thôi. Thế nên ta kết luận là sau dấu phẩy số 3 thì không phải động từ, đúng không? Nên là rút ra lại câu này chỉ có một động từ, đúng không? Thế thì cái động từ nó ở đâu ạ? Trong future. À thì chắc chắn là phải sau dấu phẩy số 2, đúng không? Thì nó sẽ là động từ. Do vậy thì ở đây em gạch chân từ future ta ghi là động từ. Thế để khẳng định 100% là động từ nữa thì làm lốt một lớp này. Ta xem chủ ngữ đang là số nhiều. À, thế thằng phiên trò đây đang là nguyên này, đúng không? Thế luận chắc chắn không? À, thế thì do phiên trò động từ thì nhìn đằng sau thì có mấy danh từ. Ở đây ta đi luôn là đấy, đầu vị ngữ bao giờ đi phân tích về vế chữ trước. Sau đó thì mới đi phân tích ở cái vế đầu vị ngữ thì bao giờ nó vấn đề là sẽ tự nhiên. Thế thì để đi tiếp. À, trong kia ta thấy có số phải. Đây, loài là thì đây là danh từ, đúng không? Danh từ, ta ghi lên là danh từ. Tác giả. Rồi, thế bây giờ là theo kiến thức như này, vị trí thì là ra ở chỗ đầu vị ngữ. Thế thì đáp án là rằng là SV là chuyển đoạn này. Thế thì ở đây ta tìm luôn đáp án C. Đáp án C là cấu trúc của SV, đúng không? Ta phải kéo lên và ta ghi là thiếu từ đối, đúng không? Thế thì thực chất ra cái phương án C đang có động từ là thiếu từ đối thì ta nhìn luôn sang hai phương án A và B thì nó đều có y là động từ cả, đúng không? Chúng ta gạch chân y đây, ta nghĩ là động từ và ba phương án A, B, C ghi hết là thiếu từ đối. Thế thì còn phương án duy nhất là phương án D thì ở đây điền dơ vào, điền dơ trước danh từ thì tức là để đầu vị ngữ nó vào cùng danh từ. Thế thì có dơ vào một trong năm phương án xuất hiện không? Có, do vậy rồi. Rồi. Thế bây giờ mọi người dò đeo cái đề gói tiếp theo số 2 nhé. Ta sẽ đi làm cái câu số 6. Đây. Xem cái câu này. Câu 6. Đây chỉ là câu 6 nhé. Đây đầu vị ngữ đây. Một cái bảng test là nó có tên này. Đây này. Một cái test này. Đây này. Cái gì nhỉ? Phải nào? Đây là số nhiều. À đây số ít vừa đúng không? Đấy một cái này chút thời gian làm câu 6 thành các bạn. Chiều đấy mà chưa đi là gì? Chiều đấy ta làm sao? Ta chỉ kịp xem. Là câu 7. Câu 7 lúc nãy làm gì? Câu 7 không phải, chỉ đừng để yên. Câu 7 này không phải. Tôi phải đồng vị ngữ rồi. Câu 7 ít. Đi, đúng rồi. Nào thứ 5 ở đây nhé. Vào thật được. Bon chen thế nhỉ? Ừ, ra đây. Dân thu chất hò với em. Chưa làm sao nữa. Không, tí nữa ông khác. Ông qua còn định khác nên bây giờ cũng khác được. Không sao mà. Chết cao bằng nửa tháng với nhau biết làm gì nhỉ. Làm gì cho đỡ buồn bây giờ. Được. Được à? Cái đồ không được mang đúng không? Đồ không được mang. Cái phòng chết đồ gì mà không mang đâu nhỉ. Máy tính mới biết rồi. Phách tổng có trả. Cái câu xó này không khá là được. À, thư ký có phải trai rồi đấy. Rồi, một số mình thích nhá. Bây giờ theo hai điều đấy, để chúng ta ra đấy làm. À, thứ nhất thì này. Cái phần này nếu mà anh chị nhìn vào bốn phương án nhé. Nếu anh nhìn vào bốn phương án, chúng ta thấy này. Ở trong tab 4 ấy. À, phương án A. Ở trong tab 4 ấy. Ta có fantasy là chủ ngữ. Có mua là được. Do fantasy là số ít, do vậy mua trên được. Tiếp tục. À, để xem có đúng thi đấy không, nhìn vào số 1, 8, 15. Đây này. Đấy là bóng đường, đúng không? Nên chỉ này. Chỉ con này. Tiếp tục sau vua thì có từ publish, đó là vô đi. Thế nên như vậy sẽ biến thành bị động. Và bị động nó đến dưới từ, đúng không? Đây là nhìn vào phương án B như vậy cũng có đúng. Tiếp tục nhìn phương án C, đây là từ leading đang từ sâu dơ. Thế nên chắc chắn từ dơ cho đến từ xua đầu. Thế thì xua đầu nó phải là danh từ dơ, đúng không? Do vậy
thì tính định ở đây nó là tính từ bổ nghĩa, đúng không? Thế nếu mà chỉ nhìn vào bốn phương án thôi, thì ta sẽ không ra tính từ thì cái này phải là danh từ, hay là trạng từ, trạng từ thì cái này nó phải là. Nhưng nếu mà chỉ đi tổng quan câu này, ta xác định đây là dạng gì, thì ta lại thấy này có hai dấu phẩy. Kết luận là mình phân tích ở đây dùng review chết chi à sau dấu phẩy ở đây là sẽ có từ mua là đầu từ cái đằng sau đi đâu. À, phân tích vị trí đồng ngữ thì có là magazine đồng ngữ, có vua first published ở đây là gì ạ, là động từ, là động từ sau khi đấu. À, nếu mà khi ta đi phân tích thì anh chị thấy này, câu này nó đang rơi vào trường hợp là gì ạ, có hai động từ đúng không, cái cây mà lại không có chỉ là cây đúng không? Ừ, cây xoài. À, sau vậy thì chắc chắn là vị trí đây này là nhiều cây xoài hay là một cây xoài này? Chắc không phải là từ này, không phải này. Cái đấy chỉ người. Cái từ này thì không phải này. À, phương đa là một trong hai phương án này thôi. Nhưng mà bởi vì là OBD ta sẽ bỏ cái từ vua ba chữ đi. OBD chỉ đây bỏ cái này đi đúng không? Có hai cách, cái nhất là bỏ từ vua ba chữ, cách thứ hai là đúng không? Thì nó chọn phương án này đúng không? Nó sẽ dạng là S từ nối VO. Thế nên bỏ cái này, đây có động từ. Chỉ cần từ nối thôi, không có từ nối. Thì mình có thể siêu phép đây. Đấy, chúng ta lên ngồi rồi, cách nào? Nói là giỏi thế nhỉ? Cái này là lên anh em mình ngồi học nhậu. Cách này thì là sau bằng học thôi mà rút bỏ. Còn cách này thì là dạng bạn để đi ghê đơn. Để rút ra cái dây kinh nghiệm mà. Đấy, nhưng mà bây giờ chỉ cần xác định điểm vấn đề. Rút bỏ hết. Ở đây là thiếu từ nối. Early. Early cái từ này hôm qua thế thì vào trong cái phần 60 tính từ nó sẽ có hai mảng vấn đề, cái mảng nhất là một số mẫu dễ nhưng có một mẹo trước thì anh chị chỉ bốn các bạn ra luôn các bạn thử trước này danh từ, tuy nhiên có một số câu là bạn phải phân tích thì nó mới ra cho bạn. Danh từ thì đây thiếu là cái này lồng, thế thì ở đây anh chị ghi em đấy, nếu mà ai mà cái phần này muốn nhớ thêm gì thì ghi em đi chiến lược này, cụm danh từ đúng không? Cụm danh từ thì bắt đầu từ ơ. Trong buổi tối kết thúc rồi mà danh từ kết thúc bằng danh từ bắt đầu ơ đây. Đây rồi. Đây rồi. Đây khi cái này. Cái này là một vấn đề thì ta sẽ cái này là cái này loại. Cái này bắt đầu từ loại. Cái này in loại. Lại phương án A. Cái gì đây? Giới thiệu. Bốn năm giới thiệu dạ, bốn đáp án dài. Đầu ra nào? Ra nào bốn đáp án dài. Mà thấy thiếu từ nối. Ta sẽ không vào. Ừ. Đồng rồi đồng ý rồi lần đi tiếp nhé. Ở đây chữ là hai câu và câu 5 với câu 6 cho mọi người quen, xong sau đó thì anh nhìn dành chút thời gian cho câu 6 và sẽ làm dành khoảng 3-5 phút là câu của lại. Thomas ở đâu vậy? Ở câu 5 không, có trong đấy. À, câu 5 là như thế này. Đây chưa mất rồi. À, câu 5 thì nhìn ở trong cái tờ tài liệu nhé. Tờ tài liệu trước. Trong 7. 24. Có tờ test. Tờ test đi. Đây. Tôi mong mọi người thông cảm. Chắc là phương án C. Đang cái gì thế này. Đúng không? Ừ. Đó là phương án C. Đấy. Đó là phương án C. Câu 5 tờ lý thuyết ở trang 7 nhé. Đúng phương án C không? Vâng. Tại sao phương án C? Làm cái câu 5 thì chị phân tích như này. Ở đây nó cũng giống như câu kia, ta thấy cũng có 3 dấu phẩy, đúng không? À, thế để phân tích thì cứ trước mắt, trước dấu phẩy, chất thì quên là chủ ngữ đã. Ừ, 3 mét thì không phải là cụ sao. À, kia ta nhìn ở đây thì sau dấu phẩy số 3 chỉ thấy có từ ơ, đúng không? À, dấu phẩy đấy cũng phải đồng ý. Nên là lui lại là sau dấu phẩy số 2 thì nó mới là động từ, đúng không? Do vậy, cái từ đốt ta nghĩ là động từ. Và toàn bộ đằng sau thì ghi là ô.
Rồi thế ở kia thì này cẩn thận nữa, em phân tích này. Ở kia cuối câu có tự giác. Thế thì cái chân đi đầu thì nối. Sau giác của ai đang lên phai là đầu từ. À thế ta thấy như này. Khi phân tích thì câu này cái chân thứ nhất là rốt là từ 1 này. Identify là từ thứ hai này, đúng không? Và đã có giác là từ đối rồi. À thế là do vậy câu này rất chắc là sao đã đủ thành phần. À thế đủ thành phần, thế bây giờ em hướng dẫn luôn. Trong phần kiến thức đồng ý của này thì cứ sử dụng kiến thức là hai động từ một từ đối, được không ạ? Ba động từ thì mấy từ đối ạ? Là hai từ đối. Thì những kiến thức như vậy ta sẽ loại đáp án nó rất dễ dàng. Như vậy thì ở đây chị sẽ có thể loại ngay được phương án là B. Thừa từ nối, B thừa từ nối. Ta cả chân của từ U này. Và sau U thì ở đây có từ loa đây đúng không? Đối với đảm bảo cái tay mà. Rồi sao U loa nó đi? Rồi loa thì là hỗ trợ. Anh Quân ơi, xem hết pin đi Quân ơi. Hết pin. Đúng không? Mình hơi bé cho loa to đi. Phải cho nó mới dễ rồi. Đội lắm tiền nhỉ. Đi lớp học cứ chia tiền nhau này. Đấy mình tên đây. Ta nhìn ở cái câu số 5 này thì chị thấy cái phương án B chúng ta có từ đối đấy. Để ta ghi chú ra bên cạnh thiếu đồng từ. Vì lý do đây là đã có hai động từ rồi. Nếu mà mình điền thêm một từ đối vào đây nữa thì sẽ phải cần thêm một động từ nữa. Đúng không? Nhưng mà tuy nhiên câu số 5 này có những phương án còn lại. Thì nó có một cái mẹo khác để làm. Hay là cô là cũng tôi là hay thì để ý như này. À, trong 4 cái bán thì đều có cái từ này. Đúng không? Ở trong 4 cái bán thì đều có cái từ này. Cái từ này thì cả chân em một cái đuôi này. Em là tên này đang ghi là tính từ gì ạ? Tính từ. À, tính từ. Rồi. Đấy, thế thì từ loại tính từ thì giúp ta loại thứ nhất là phương án D. Vì sao? Phương án D thì đang có là loại tính. Mấy em vẫn tập pin ạ. Đó. À, từ đằng sau là tính từ. Cầm lấy. À, thế theo kiến thức đúng không? Thì tính từ phải đứng trước đây rồi. Rồi, do vậy phương án D loại rồi. Ta sẽ loại tiếp được cái phương án A. Phương án A thì writer là danh từ, không có vấn đề gì, nhưng mà có dữ liệu. Và sau dữ liệu ở đây anh chị cũng có là gì ạ? Cũng có là tính từ. Thế thì theo kiến thức của ta có phải là sau dữ liệu thì phải dùng danh từ không? Đúng không? À, thế ở đây ta cùng loại hai phương án A vào đây, rồi cái chân ở vị trí tính từ đi là sai. Rồi, thế thì câu này là một vị trí đứng của tính từ mà đúng ấy, thì có đúng phải đứng trước danh từ thế do vậy chỉ có phương án C thôi. À, thế phương án C thì khi điền vào thì bắt đầu bằng vào từ và kết thúc ở danh từ thế ở đây nó sẽ là một danh từ. Là một danh từ thế do vậy ta thấy này, nó cũng rơi vào trường hợp xuất hiện đúng không? Nên do vậy kết luận phương án C là đúng. À, thế câu này để cho rõ ràng thì ở đây chị ghi thêm theo như này nhé. Thứ nhất, ta ghi thêm cái dạng đầy đủ cho nó rõ. À, thu ngắc bên, đây là người, cho bài chị ghi thêm trên chữ who. Thực chất ra nếu mà có phương án đầy đủ, nó sẽ phải là who này. Vua này. Người mà đã. Vân vân. Đó, ilo của người ngoài cả. Đấy, phương án đầy đủ nó có như này, và người ta đang bỏ hai cái thành phần đi. Chút lợi. Who, ok. Đây là dạng đầy đủ. À, ok.
Nơi ở thế thì quýt gì cũng được chứ đúng không? Vật quýt con bò, quýt là nơi vị trí. Câu 6 thì nó dễ hơn là câu 5 vì chỉ có hai câu hỏi thôi. Đây là phân tích trước số phận nhất thì chị và chia sẻ lại. Sau câu hỏi số 2 thì con thấy ngay con xin chắc chắn phải là động từ vì lý do chủ ngữ đang là số ít, động từ đây đang thêm em. À thế thì chắc chắn sau động từ thì nó ghi là ô đấy, cái ô đến đâu thì nó đọc đến từ đó. Thì ở đây chị thấy có giác đúng không? Giác thì ta ghi là từ đối. Sau đó có từ arrest thì nó ghi là động từ. Thế thì khi phân tích xong thì câu 5, câu 6 người ta thấy là cái phần cũng là hai động từ và một từ đối, đúng không? Tức là nó đã được rồi. Câu này nó còn dễ hơn câu 5 rất nhiều, là chỉ sử dụng một cái tích và loại hết. À, hai động từ có từ đối rồi, do vậy đã đủ thành phần. Nên ở đây em có thể loại ngay hai phương án là A và D. A và D. Đúng không? Động từ. Phương án A đang ở trên bảng Y này, phương án D cũng ở trên bảng Y. Và ghi đây là gì? Là động từ. Do vậy loại vì lý do làm sao? Nó thiếu từ đối. Đấy là ghi em sẽ phải loại vì thiếu từ đối nhé. Ừ. Nó có thêm V thì nó phải thiếu từ, khi nó phải thêm từ đối. Đây chị nhìn em phương án C. Phương án C thì width, tức là chân ghi là gì? Là từ đối, đúng không? À, thế thì tiền từ đối thêm đây nữa thì lại có thêm động từ nữa, đúng không? Nhưng mà nhìn phương án C thì lại không có động từ. Do vậy phương án C ghi là thiếu động từ. Thế chị nhìn hai phương án A và C nhé. Nếu mà phương án C này mà cho thêm động từ nữa vào đây thì nó sẽ đúng cái gì ạ? Thế còn nếu phương án A mà có động từ rồi mà cho thêm từ đối vào thì nó sẽ đúng cái gì ạ? À, thế nên kết hợp hai thằng A và C nó có cái phương án như này. Nó sẽ chính là quýt. Thì à, ơ, mê, thế này. Thấy chưa? À, thế do vậy thì chỗ này chính xác người ta sẽ bỏ là gì? Bỏ quýt, bỏ y. Và khi ta điền phương án B vào thì thực chất ra đầu ngữ ở đây vẫn là một danh từ. Đúng không? Ơ, ven hết mà. Và một danh từ. Thế thì cũng giống như câu 5, cũng là dạng xuất hiện là đầu ngữ là danh từ. Đúng không? Ừ, đúng. Câu này có từ đối, trong này có được từ đối chứ nhỉ? Có. Vâng, thế tương tự như vậy nhé. Thì anh chị dành chút thời gian ta làm từ câu 7. Câu 7 câu 8 nhé. Làm 2 câu 7 câu 8. Không thì lại ra từ 3 trong phút là làm 2 câu 7. Làm câu 7 trước. Câu này mất chữ rồi, không sao. Ở đây thì khi mà phân tích xong thì ta nhận xét là đã có một động từ rồi. Nên loại được hai phương án là B và D. Hai phương án này em hỏi thì anh chị gạch chân em cái từ vua này. Để ta ghi thằng này là động từ. Hai phương án này loại thì động từ thì điệp vào đây nữa thì đúng là thiếu từ đối đúng không? Không. Ta nhìn phương án C. À, phương án C thì gạch chân còn từ quýt đúng không? Ta ghi là từ đối. À, bây giờ đây vấn đề có từ bin. Vì anh chị cũng ghi ở vô bên. À, thế ta gạch chân vào đường biên này thì ta ghi đây là không phải động từ. Đúng không ạ? Ta ghi đây là không phải động từ. À, thế nếu mà điền phương án C là thêm một từ đối vào thì thêm động từ nữa. Ở đây không phải, chắc chắn phương án C loại đâu. Và phần cuối cùng là A. Thế thì phương án A thì anh chị ghi đầy đủ nhé. Và cứ điền xong ta ghi đầy đủ đã. À, bản chất nó sẽ là quý. Vua này, vua bốn chữ này. Và có từ common. Thế thì hai thành phần này là người ta đang lừa bỏ đi này. Và vấn đề thứ hai thì chỉ ghi tên theo là từ common. Người ta ghi đây là tính từ. Tính từ này về sau sẽ gặp rất nhiều trong đề thi. Nên là cần phải biết đây là cái từ. À, do vậy khi điền câu 7 thì ta sẽ rơi vào trường hợp là đồng vị ngữ bắt đầu bằng tính từ, đúng không ạ? Nó có được không ạ? Nó vẫn có dạng đúng không? Nên do vậy
Chứng tỏ mình cũng hơi biết biết rồi đấy anh ta này. Không dần luôn. Không dần. Học của Huyền xứng hết. Khả năng tối mình lên ngay bộ học thế nào được này. Để tối lên ngay bộ học á. À. Rồi cô tám chỉ phân tích như này. Ở đây thấy nó có đến 3 số phận. 3 số phận. Usually à, thế này có 3 dấu phẩy đấy, bây giờ là xem là có mấy dấu ý tưởng. Thứ nhất là cái gạch chân của từ speciation ghi là chủ ngữ đã. Phải đây. À, thế bây giờ vào đây để chắc em nhìn cái dấu phẩy số 3. Sau đây có thể có từ là usually, chúng đi để chạm thấy rồi. À, nhưng mà từ này, tôi nơi tích tôi gì ạ? Tính từ. À, do vậy thì chỗ này sau dấu phẩy số 3 cũng có động từ. Thế nên là ngược lại thì sau dấu phẩy số 2 thì ta thấy ngay có từ lý giam đúng không? À, một vừa đấy thì vừa làm đề xong lý giam là động từ. Kiểm tra đúng hay không nữa thì như này, chủ ngữ đang là số ít, động từ đây thêm nhé. Đây là đúng rồi. Tiếp đọc thì là cái cũng quen. À đây, từ quen. Từ nối. Điểm từ nối. Sau quen thì ra đây có từ population là chủ ngữ. When. À, become là động từ. Đọc toàn bộ xong đúng không? Which, who, when, where, cái gì? À, khi phân tích xong. What? What? Thì ta thấy như này. À, có một động từ này, có hai động từ này. Có một từ nối này. Em nhớ nhiều phết đấy. Bây giờ mình chỉ điền lên. Ví dụ như là do nó được rồi. Thì ở đây em sẽ loại luôn cái phương án vào bên. Mọi người cái chân vào là từ species là chủ ngữ và A form là động từ. Thế ta đi phương án B thì có cấu trúc này là chủ ngữ có cả động từ nên loại đi. Anh chị ghi sang bên cạnh là thiếu từ đúng. Đây là thiếu từ nói. À, thế khi mà nhìn tổng qua 4 phương án thì ta thấy này, forming này, form ID này, và đây là form của cái này, đúng không? Nên phương án A là phương án A gạch chân của từ form ghi là động từ và sau là tất ngữ và cũng ghi là thiếu từ đúng. Rồi còn một phương án rất là dễ. Thế thì cái phương án là C của câu số 8 thì nó có giống phương án C câu số 7 không? Đúng, cũng sai. Không có động từ, thiếu động từ. Ở phương án C câu 8 ta ghi như này. Thiếu động từ. Nguyên từ nối, à, forming. Forming à. Đi đâu cờ, đâu cờ. Và tương tự, gạch chân vào forming ghi là không phải động từ. Không phải động từ. Đấy, nên là phương án này loại đi. Và phương án cuối cùng, đây là D. The formation gì đó, thì đây chính là một danh từ. Thế là which the form à? À, thế để biết đầy đủ thì chị viết theo như thế này nhé. Which the formation? Which the form? À, E. Which is the form? Vâng. Và which E là hai thành phần người ta đang được bỏ đi. Rồi, ok. Và câu số 8 khi làm xong thì vẫn rơi vào trường hợp đồng vị ngữ là một danh từ. Ta sang câu 9. Thế câu 9 thì trước khi làm thì chị ghi một số các quy ước nhé. Câu 9 là cái riêng này. Bây giờ quy ước quy ước quy tắc của nó thì là chưa kìa, một đống nước rồi. Bỏ quá được. Thank you.
chú ý em nhé, phần này là phần rất quan trọng để ta tránh được những cái chỗ mà người ta là người ta lừa mình đấy là đâu đi. Cái quy ương nhân là quy ương rất quan trọng. Thì ở với tôi như này, ở đấy nó có cái chỗ là ID, đúng không ạ? Phần thứ hai thì ít gặp hơn, nên chị sẽ gặp giả ID rất nhiều. Thế thì nếu mà ta thấy không có ID này, mà đằng sau đó chị thấy là có một giới thử hoặc có được S này, thì thông thường ta xác định đây không phải được, đúng không? Còn nó muốn lại đầu tư khi nào? Thì ở đây có muốn thành động từ thì nếu bạn ID phân từ hai còn dưới từ trước đó chỉ thấy là có chữ bin, tức là có dạng của từ bin thì nó sẽ là động từ. Thế thì tuy nhiên thì có một trường hợp ngoài lệ đó chính là như này, là công thức số 3. Nếu mà trước ID mà lại là danh từ chỉnh người thì cho dù đằng sau nó có đến dưới từ chăng nữa thì anh chị vẫn kết luận đấy là động từ. Đúng không? Đấy chỉ là danh từ chỉ người đấy. Và là danh từ chỉ người thì ở đây ta sẽ nhìn vào cái từ đấy nó có những đuôi, ví dụ như er, or, đúng không? Là đôi khi end hay là end tên riêng. Đấy thì đấy là cái chỗ mà ta nhìn lên danh từ chỉ người. Thế thì nếu mà sau bước đi cộng dưới từ cộng s thì đấy không phải là từ, hãy nhìn ở công thức 2 thì nó chỉ khác biệt một chút thôi. Nó cũng có ID nhưng mà sau đấy nó là gì? Nó là danh từ. Nó là danh từ thì chị cũng kết luận chắc chắn đấy là động từ. Đúng không? Rồi ở ba công thức là 1, 2, 3 là những cái sau này. Tất nhiên là ta định vui vào 6, 7 như này. Do ở công thức 1 thì chị thấy là gì ạ? Cứ ID phân từ 2 cộng với giới từ đó là không phải động từ rồi, đúng không? Thế thì nếu mà đằng trước đó chị thấy nó có từ nối là quick hay là giác, thì do đây không phải động từ nên là nếu thêm từ nối là thì là thành thiếu động từ, đúng không? Mặc dù hình thức thì nhìn nó rất giống động từ đấy nhưng mà về bản chất đấy là không phải động từ. Và đây là công thức em ghi sai này. Muốn nó đúng được thì trước ID phân từ 2 phải có là gì? Công dạng động từ bin nữa thì đây mới là công thức đúng. Hay nói cách khác đây nó mới là động từ, đúng không? Đấy. Bây giờ còn công thức 4 và 5 thì nó kết luận ngắn gọn lại như thế này. Từ khô này là một từ mà cực kỳ hay gặp trong đề thi và sắp tới thì đi sẽ gặp có câu như này. Chắc chắn có câu này. Thế thì từ khô thì nó kết luận ngắn gọn là gì? Nếu trước nó không có bin, anh chị. Thế chị đi bên cạnh em và đi nếu trước nó không có bin thì ta ghi đấy là không phải được từ. Đúng không? Đây là công thức 4 nhé. Là nếu mà trước khô này mà không có bi, tức là không có động từ bi, đúng không? Thì ta ghi đấy là không phải động từ. Thế còn có là bi ở trước thì đấy mới là được, đúng không? Thế thì ta nhìn vào câu số 9. Câu 9 thì phân tích như thế này. Thôi thôi, từng người rồi. Câu 9 thì ở đây có 3 đúng phải. Thì tương tự em nhìn sau đúng phải số 3 đứng từ quýt là dưới đường nên do vậy phải ngược lại. Thế thì chỉ nhìn ở đúng phải số 2 thôi đúng không? Thì ta thấy ngay y là động từ. Do vậy có kêu tò là chủ ngữ à, y là động từ. À thế sau y là động từ thì đến tận từ Bismuth thì ta ghi là O. Tuy nhiên nhìn cuối câu đang có từ S được, ta ghi là gốc y đi. For là giới được. Đây rồi, cái vùng này. Cái vùng này thì theo quy ước số 1 đúng không ạ? Anh chị ghi là theo quy ước số 1 thì ta ghi đây là mình là không phải động từ. Đấy, thế thì cái việc làm này nó rất quan trọng để ta định đúng được bằng câu này đang thiếu hết. Chứ còn nếu mà mình phân tích đây là động từ
thì ta thấy ngay là đây câu này có hai động từ thì cần thêm từ đối đúng không? Thì hướng hòa vào hát đi ngay. Rồi, thế là cái câu này thì chỗ này là ổn chưa? Được nha, em muốn dẫn lại này. Câu 9 này, ở đây ta có 3 dấu phẩy này. Thế thì ở đây nhìn sau dấu phẩy số 3 thì quýt ở dưới được. Nên là câu này chắc chắn là chỉ có một đầu bình thôi. Do vậy đang ngược lại đến dấu phẩy số 2 thì ta thấy là có ý ở động từ đúng không? Thì anh nhìn vào chân vào từ phiêu tờ là chủ ngữ này. Có ý ở động từ này. Thế thì ở tân ngữ thì ta đọc cái từ bismuth này để chỉ ghi toàn bộ cái dấu. Nhưng mà tuy nhiên sau từ này đang có là added, ta ghi là id, ready. Có từ for kia thì ta ghi là giới được. Và thế thì là theo ký ức số 1 ở đây thì xem đây. Nếu mà có danh từ này, đây có id này, có giới từ này, đúng không? Thì theo ký ức này ta ghi đây là không phải là từ đấy nhỉ, chỉ cần gạch chân cái này ta ghi đây là không phải là từ này. Id này, giới từ, ô này, ok được không? Đấy, số 2 là xong nhá. Ta bảo vào ta ghi theo ký ức một này. Rồi tiếp tục. Bây giờ vị trí cần điền thì thấy như này. Có for ở dưới từ. Thế thì sau dưới từ thì ta ghi ở danh từ. Thì ghi là bắt đầu. Thế nên như thế này thì em sẽ loại ngay được cái phương án 3 của viên. Đúng không? Ta ghi như là đã có vua thì ghi là chữ B, Wiley là ADV và thầy yêu thì là vớt đi. Thế thì ở đây như này, có B, có ID như này, thì đây có phải là động từ không ạ? Đây ta ghi đây là V. Là V nên là loại bỏ con sang nước cạnh nên là thiếu từ đối. Đúng không? Đây có động từ rồi mà. Anh chị điền thêm một động từ nữa là thiếu từ đối đúng không? Thì ta ghi thiếu từ đối nhé. À, về phương án B. Phương án B thì ta ghi thế này. À, Wiley ta ghi là ADV. Có từ use ghi là verb id. À nhưng mà điều đó khác một tí, nó có từ if. If từ loài là gì ạ? B á. À không có B. Từ if đúng không? Là danh từ đúng không? Không có B. Đây. Đây là cái này. Thiếu đi đây. With i. Why did you? Đây là gì như này. Nếu theo cái quy số 2 nhé. Nếu mà sau id mà anh chị đã thấy nó có danh được. Đúng không? Thì ta sẽ kết luận đây là động từ đúng không? Rồi, thế thì theo ký ức 2 ở đây ta ghi này, chỗ này này cái trên bước đi ta ghi đến là V. Và là V thì bỏ qua sang bên cạnh ta ghi là gì? Là thiếu tuyệt đối, đúng không? Xong nhé. Rồi, bây giờ ta còn cái từ này nó chỉ trả thêm cái từ quýt y à. À, quýt cả cái bước này nhé. Wiley, ADV. Quá khứ mà. Có. Quá khứ đúng không? Vớt đi. Đây là như này. Nếu mà điền phương án D vào đây, thì quýt đây chính là gì ạ? Là tuyệt đối. ADV đây quan tâm lắm mà có quan tâm đây này. Có ID. À, ID mà là kết hợp với giới từ trong cái này là có sẵn rồi. Thì đây là không phải đầu từ. Nó giống trường hợp này. Đúng không? À, nó giống trường hợp này mà các thầy đấy. Đang điền quýt là từ đối vào đây. Thì có phải là thiếu động từ không ạ? Rồi, thế thì cái chỗ này nó theo quy ước mấy? Đây, chỉ ghi em là đây. À, thế thì giao bản đây là theo quy ước 6, các ghi là loại. Đây, bây giờ phát triển thế này. Thế giao bản D mở giá mà người ta lại kết thế này là quýt. Để theo quy ước 7 là nó đúng rồi. À, thế thì ở đây thì biết là win, win, wily. À, có yêu sẽ ghi là win đi. Trong một câu này là win. Đúng không? Thế nếu mà viết như thế này thì nó phải đúng rồi. Có win chứ không? À, thì nó đúng. À, thế thì hai này phải là win. Thì lại phải chia thì. Đúng không? Đấy. Tương tự với các câu bên trên. Cứ cứ từ đối với cả win là bỏ đi. Xong rồi win. Thì như này phải là ra câu C. Đúng không?
đúng không? Ba chữ của mình chữ này. Tức là cố gắng xây để đạt kiểu cao tầm kiến thức tương cao hơn, đúng không? Tầm kiến thức đúng không? Rồi cố gắng xây ra đi xong thì ta lại cái chân như này. Anh chị lấy chân một từ wilding, cái ghi đây là gì ạ? Là chạm được. Và có phải là đầu mình ngữ bắt đầu chạm được không ạ? Chạm từ giữa ô. Hình chữ đúng rồi. Câu 10. Rồi thế thì cái phần mà quy ước này thì hết vào này. 10. Thì cái này sẽ được sử dụng rất nhiều lần. Nên là về nhà học về xem để nhớ cái công thức này. Đó. Ta riêng của mình. Câu 10 thì ở đây chị ghi trước về cái like và unlike nhé. Chúng ta ghi trước một chuyên đề này. Thế còn là ghi cho em về cái ý thức like và unlike nhé. Lại ghi nào. Ghi xong cái này xong rồi chúng ta cùng buôn mặt câu 10. Chúng ta thấy là sẽ giải quyết được ngay. Ở đây like và unlike thì trong phạm vi đề thi này thì anh chị để ý em là nó không có từ loại động từ. Ví dụ như là nhất là có từ like đúng không? Bình thường ra mình sẽ dịch là thích. Đấy, nhưng mà trong đề này thì nó không có từ loại là động từ mang nghĩa là thích, mà nó chỉ có từ loại là nghĩa tuyệt đối, mang nghĩa là giống và không giống. Thế thì đối với từ đối like và unlike thì cách dùng đó chính là sau đó phải có cái danh từ. Và khi mà anh chị nhìn thấy cái cụm là like, online cũng danh được thì cụm đấy là cụm đăng ký chính là don't care, là không quan tâm. Được không? Khi phân tích trong câu thì cụm này là cụm không quan tâm. Và nếu mà đi, được không? Trong phần 15 câu đầu tiên, nếu vị trí cần điện là thấy có một danh từ về bên phải, anh chị đi nhìn trong đáp án và thấy có like, online chọn luôn. Đúng không? Chắc chắn đúng. Thế là béo. Cái thứ hai, trong phần 16 đến 40 cũng giống như form này, chẳng qua người ta cho từ đấy không? Và người ta đang cho từ là ơ lai, đúng không? Ta quanh và ta chuyển thành là từ lai. Còn cách dùng của ơ lai thì như thế nào? Thì ơ lai chỉ đứng sau một từ to be thôi, đúng không? Đi tiếp. À, ở đây có một cái ví dụ như này là this calculator look much like that of me. À, cái cụm này đưa ra có cố ý như thế này là về sau mọi người sẽ phải hoàn thành cái cụm là look much like that hoặc cộng danh từ, được không? Thế thì ở đây chị gạch chân theo cái cụm nhé, từ look cho đến là look much like that để gạch chân cả nhé. Đấy, về sau khi nếu mà gặp cái đáp án nào cứ hoàn thành cái cụm này đó là được. Thì cái ví dụ này mang nghĩa như này là cái máy tính này là trông rất giống cái máy tính của tôi, đúng không? Đấy thì là lúc này chỉ có nghĩa là giống, thế thì có thể từ mắt đấy nó sẽ là rất giống, đúng không? Đấy là cái chuyên đề là sau đó phải nhấn mạnh. Rồi thế thì ta quay lại câu 10. Câu 10 ở đây thì thấy như này. À, có hai dấu phẩy thôi. Do vậy phân tích gạch chân là từ human ta ghi là chủ yếu và là đáp án số nhiều. Sau dấu phẩy số 2 đúng không? Thì cái từ là interact đúng không? Ta ghi là động từ. Rồi thế toàn bộ đằng sau anh chị ghi là ô. Còn cuối câu tôi đang có cái từ use kia thì sau cái từ symbol thì anh chị ghi là with. À. Và đây with a người ta đang rút gọn đi và đang gạch chân bằng từ yêu, anh chị ghi đây là không phải động từ. Chỗ này thì những cái chuyên đề sau anh sẽ hướng dẫn cái này. Còn khi làm bài thì ta phải quan tâm đến đây là đúng này. Đang có s này, chưa số phải này, sau số phải chị thấy có động từ. Thế thì như thế này là xong rồi, là câu chính là hoàn thành. Bây giờ ta chỉ cần quan tâm vị trí điện đồng ý thôi. Bây giờ thấy như này.
có thể loại ngay được phương án là D. Vì từ lu ta là chân ghi lên là động từ. Và đáp án này đang có dạng là động từ cộng tất ngữ. Loại ghi mở ngoặc xung cạnh là thiếu từ đối. Tân ngữ là cái gì nhỉ? Ở đây ta có thể loại được phương án là B. Vì nó có từ đối là không. Đây là clip O này. Mà sở em ghi là cái gì? Ghi là cái gì? B loại ghi là thiếu động từ. Và lấy một phương án giống như thế chính là phương án C. Là có danh từ và giá chính là một từ đối. Cũng ghi là thiếu động từ. Và khi loại xong thì ở đây ta thấy này còn mỗi phương án là A. Và đây là line cộng danh từ. Đúng không? Đây là line cộng danh từ. Đây thì thực chất là cái cục này chỉ coi đây là được. À coi đây là một danh từ là xong. Rồi còn hai câu nữa chữ tốt nhé, là 11 và 12. Ok. Chúng ta đi câu 11. Cúc ra hôm nay, trường này liên quan đến trường mình nhé. Ít động từ rồi, giờ sai. Bao ra sẽ vào phẩy. 11 thì ở đây ta thấy rằng là nó có đến 3 dấu phẩy. Thì nó phân tích trước dấu phẩy nhất là init, đây là trường mới. À, bây giờ là xem có mấy đồng ý lớn thì chị nhìn thấy sau có phải số 3 đúng không? Thì ta đã có ghi